Thưa quý vị, để đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới giáo dục, năm học này, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là ở khu vực miền núi, khu vực vùng ven, còn nhiều khó khăn, được đầu tư xây mới khang trang. Những ngôi trường hiện đại đã mang lại sức sống mới cho cả vùng đất và mang niềm hân hoan đến với giáo viên, phụ huynh và học sinh. Một tiết học âm nhạc đầy thú vị của cô và trò trường tiểu học Hai Bà Trưng, phường Đại Hưng Đông, quận Sơn Trà. Phòng nghệ thuật với đầy đủ các loại nhạc cụ, bài trí đẹp mắt đã mang lại thêm nhiều cảm xúc mới mẻ với học sinh. Cơ sở mới được đưa vào sử dụng từ năm học này được xây dựng với thiết kế hiện đại trên diện tích hơn 9.430 m², quy mô 26 phòng học, các phòng chức năng, phòng bộ môn, phòng hiệu bộ, khu bếp, khu nhà ăn rộng rãi. Niềm vui từ ngôi trường mới đã tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học. Phòng chức năng đầy đủ tất cả các môn học với đầy đủ các thiết bị thì nó cũng tạo cho điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong quá trình lên lớp. Ngôi trường học tập tốt như thế này tạo cho các em được cái động lực, sự ham học hỏi, khám phá, tìm tòi trong học tập. Còn đối với giáo viên thì một cái môi trường học tập tốt thì sẽ tạo cho giáo viên cái động lực, có cái hiệu quả trong quá trình dạy và tổ chức các hoạt động một cách khoa học, sáng tạo. Là ngôi trường ở xã miền núi của thành phố, sau hai giai đoạn được đầu tư vào năm 2020 và 2022, năm học 2023-2024, trường tiểu học Hòa Bắc được đưa vào sử dụng. Ngôi trường khang trang với đầy đủ các phòng chức năng, trang thiết bị dạy học hiện đại, được đầu tư hơn 25 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Khi thấy các em có được môi trường học tập tốt như thế này thì điều đó cũng rất là mừng, vì thông qua một môi trường học tập mới với đầy đủ các trang thiết bị và các dụng cụ học tập đầy đủ thì giúp các em có thể là học được tốt hơn, hình thành và phát triển các năng lực phẩm chất. Thực hiện đề án xây dựng nâng cấp mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025, theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, đến nay trên 46% số công trình được duyệt và đang thẩm định, chủ trương đầu tư đã hoàn thành và đang triển khai xây dựng. Đặc biệt, những trường học nằm ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng còn nhiều khó khăn, đang dần khoác lên mình những chiếc áo mới, từng bước rút ngắn khoảng cách với các trường trung tâm thành phố. Điều kiện cơ sở vật chất là đảm bảo, ví dụ như là có phòng tin với là 40 máy phục vụ đảm bảo cho mỗi em sử dụng một máy. Thứ hai nữa là cái phòng tiếng Anh với những cái thiết bị tương tác thông minh. Bên cạnh đó là có cái phòng thư viện cũng là thông minh, có 5 máy tính để mà phục vụ cho các em tra cứu những cái tài liệu, những đầu sách và một cái không gian đọc sách rất là tuyệt vời. Đầu tư cơ sở vật chất trường lớp là một trong hai yếu tố quyết định đến chất lượng dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cùng với việc đầu tư nâng cấp các trường học, thời gian qua thành phố cũng đã đẩy mạnh rà soát, sắp xếp, sắp nhập các trường, điểm trường để nâng cao hiệu quả dạy học.